Hello, xin chào quý vị các bạn. Thì trước mặt quý vị các bạn đây là một em xe lướt đến từ thương hiệu Toyota, phân khúc A, đó là Toyota Wigo đời 2019 nha. Xe thì mang màu ngoại thất màu trắng, rất là đẹp, rất là phổ thông này. Xe mang biển số Đồng Nai ha, biển số tỉnh, sơn zin rất đẹp. Đây em đi một vòng ngay xe, nội ngoại thất xe còn rất là leng keng, xe chuẩn audio nha. Đây là em cam kết là không đâm đụng, không ngập nước và không tua đồng hồ luôn. Đó, đây là gai vỏ này, gai vỏ rất là dày, mâm còn mới keng luôn. Đó, 4 quả mâm xe rất là đẹp. Keo chỉ nguyên zin nha. Máy móc động cơ cam kết là không có đụng vô. Đó, bên trong này ghế nỉ zin theo xe rất là đẹp. Đó, có đầu DVD, camera rear trang bị sẵn luôn. Audio của nó là 5814 km nha. Đối quý vị, điều hòa cơ này. Đó, camera rear cực kỳ sắc nét ha. Trần xe rất là mới, một cái xe này phải nói xe rất là cọp luôn. 2019 đến bây giờ cũng di chuyển tới đến bây giờ là mức di chuyển có 5.800 chưa đến 6.000 km, quá cọp quá chất luôn. Đây, bộ ghế nỉ phía sau này còn leng keng luôn nha. Xin mở cốp sau cũng như áp bô để coi ha. Đây cốp sau này. Đó, xe này một xe nó mua tại Toyota Tân Cảng, ốc chưa hề chạm luôn nha. Keo chỉ nguyên zin này, đó quý vị có thể thấy cực kỳ nét, cực kỳ đẹp luôn. Đồ nghề đầy đủ. Đây bánh sơ cua chưa chạm đất này. Đó, ngon lành chưa? Tầm tài chính của nó thì loanh quanh đâu đó khoảng cái tầm 350 củ khoai là có thể sở hữu ngay em nó rồi. Xe vẫn có thể hỗ trợ vay ngân hàng nhá. Vay ngân hàng thì quý vị đưa trước khoảng cái tầm hơn 100 triệu là có thể sở hữu xe rồi. Máy 1.2 cực kỳ tiết kiệm, hộp số tự động. Đó, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng cái tầm 6 lít 800 đô thị, còn ngoài đô thị khoảng cái tầm 3 lít 4 lít 3, kết hợp khoảng 5 lít 3 ha. Đó, mà máy móc thì bên em là cam kết rồi, và máy rất là êm này. Đây động cơ 1.2, nhỏ gọn, tiết kiệm, cực kỳ kinh tế, rất là giữ giá luôn. Đó, một mẫu xe này các chị em mà mua về đi chợ, đón con là quá hoàn hảo, quá tuyệt vời luôn nha. Đó, thì nếu mà quan tâm mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em Cường nhé. Em Cường sẽ tư vấn chi tiết cũng như là hỗ trợ báo giá và giảm giá cho quý vị để xem xe trực tiếp. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại.